Theo xác nhận từ câu lạc bộ Hà Nội, hậu vệ quê Thái Bình cần lên bàn mổ sau chấn thương đầu gối gặp phải. Nhóm chuyên gia y tế đứng đầu bởi bác sĩ Kim Hoang Jae, trưởng bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội đã phát hiện ra diễn biến mới về tình trạng chấn thương của Văn Hậu. Câu lạc bộ Hà Nội đã mời một nhóm bác sĩ về cơ, xương khớp để tư vấn về tình hình chấn thương của hậu vệ sinh năm 1999. Nhóm bác sĩ nhận định rằng quá trình điều trị vừa qua của cầu thủ sinh năm 1999 chưa phát hiện được chính xác tổng thể chấn thương. Từ đó dẫn đến hậu quả là chấn thương không được điều trị dứt điểm và kéo dài. Đó cũng là nguyên nhân làm nảy sinh tâm lý nóng vội trong cách sử dụng Văn Hậu khi tập luyện và thi đấu. Ngoài ra, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng đã tham khảo ý kiến từ đội ngũ y tế của VFF để có các phương án điều trị phù hợp với Đoàn Văn Hậu. Trước đó, Đoàn Văn Hậu từng lên bàn mổ đầu năm 2021. Anh đã trở lại vào tháng 5 cùng câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 2021 và các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy vậy, trước khi bước vào vòng loại thứ 3, chấn thương tái phát khiến Đoàn Văn Hậu bị trả về sớm. Với chấn thương này, Đoàn Văn Hậu khó tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.